Điều khoản 7 là hỗ trợ. 7.1 đó là nguồn lực. Thì tổ chức phải xác định và cung cấp các cái nguồn lực cần thiết đối với việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường. Thì nguồn lực có thể là về cơ sở hạ tầng, về môi trường, về tài chính, về con người hay là về cái vấn đề khác. 7.2 là về năng lực. Thì về năng lực, tổ chức phải xác định năng lực cần thiết của những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức, đảm bảo những người này có đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc là kinh nghiệm thích hợp, và phải xác định các cái nhu cầu đào tạo tương ứng với các khía cạnh môi trường và hệ thống quản lý môi trường, và phải thực hiện các cái hành động để đạt được năng lực cần thiết và đánh giá hiệu lực của các cái hành động đã được thực hiện. Và tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản thích hợp làm bằng chứng về năng lực. Điều khoản 7.3 là nhận thức. Thì về nhận thức, người lao động phải được biết chính sách môi trường, các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các tác động môi trường thực tế hoặc tiềm ẩn liên quan đến công việc của họ, và đóng góp của họ vào hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả lợi ích của việc nâng cao kết quả hoạt động môi trường, cũng như người lao động phải được biết ảnh hưởng của sự không phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường, bao gồm cả việc không đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ của tổ chức. Điều khoản 7.4 là trao đổi thông tin. Thì tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết cho việc trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý, và bao gồm xác định trao đổi thông tin gì, khi nào trao đổi với ai và trao đổi thông tin như thế nào. Thì tổ chức phải đáp ứng các cái trao đổi thông tin liên quan về hệ thống quản lý môi trường của mình, và phải lưu giữ thông tin dạng văn bản làm bằng chứng về việc trao đổi thông tin của mình khi thích hợp. Điều khoản 7.5 là thông tin dạng văn bản. Thì hệ thống quản lý của tổ chức bao gồm các cái thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn, và các cái thông tin dạng văn bản được tổ chức xác định là cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường. Và khi tạo lập hoặc là cập nhật các thông tin dạng văn bản của tổ chức thì phải đảm bảo phù hợp về nhận biết và mô tả, về định dạng cũng như là về xem xét phê duyệt cho thỏa đáng và phù hợp. Và để kiểm soát thông tin dạng văn bản thì tổ chức phải phân phối, truy cập, truy xuất và sử dụng, lưu giữ và bảo quản, kiểm soát các cái thay đổi cũng như là lưu giữ và hủy bỏ những cái thông tin dạng văn bản lỗi thời. Điều khoản 8 là thực hiện. 8.1 đó là hoạch định và kiểm soát thực hiện. Thì tổ chức phải thiết lập, thực hiện và kiểm soát và duy trì các quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường và thực hiện các cái hành động bằng cách thiết lập các cái chuẩn mực đối với việc thực hiện đối với các cái quá trình và thực hiện kiểm soát các quá trình phù hợp với các chuẩn mực đã được thực hiện. Về các kiểm soát có thể bao gồm là kiểm soát kỹ thuật, quy trình. Các kiểm soát này có thể được thực hiện theo một cái hệ thống phân cấp, ví dụ như loại bỏ, thay thế, quản trị, và có thể được sử dụng riêng rẽ hoặc là kết hợp. Điều khoản 8.2 là chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Thì tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết để ứng phó với các cái tình huống khẩn cấp tiềm ẩn được nhận biết, và tổ chức phải chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó bằng cách hoạch định các cái hành động để ngăn ngừa hoặc là giảm nhẹ các tác động môi trường bất lợi từ các cái tình huống khẩn cấp, ứng phó với các tình huống khẩn cấp thực tế, thực hiện các cái hành động để ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các hậu quả của các tình huống khẩn cấp, thích hợp với mức độ nghiêm trọng của các tình huống khẩn cấp và tác động môi trường tiềm ẩn, thử nghiệm định kỳ các cái hành động ứng phó đã được hoạch định khi có thể, và định kỳ xem xét và chỉnh sửa các quá trình các cái hành động ứng phó đã hoạch định, và cung cấp thông tin phù hợp về đào tạo liên quan đến cái sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các cái trường hợp khẩn cấp. Và tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản ở mức độ cần thiết để có sự tin cậy rằng các quá trình đã được thực hiện theo hoạch định.